Bốn cô gái xinh đẹp nhà hát Hường luôn khiến trái tim của biết bao người hâm mộ xao xuyến, rung động bởi video ấn tượng của phong cách âm nhạc cuốn hút. Blackpink luôn mang đến một hình ảnh tự tin, tràn đầy năng lượng đến với người hâm mộ mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, dù cho có là người hoàn hảo đến mấy thì các thành viên vẫn có những tật xấu độc lạ khó bỏ. Vậy những tật xấu của Blackpink thú vị như thế nào? Cùng mình khám phá ngay nhé! Video này được tài trợ bởi KD K-pop Shop. Giờ thì KD Go! 1. Ham chơi. Trong một dịp tham gia chương trình Blackpink on Lee Hongki Kiss the Radio, Blackpink đã mang đến những câu chuyện thú vị, lan tỏa sự vui vẻ đến người hâm mộ. Đặc biệt, Jisoo đã tiết lộ một thói quen khó bỏ mà bản thân khiến nhiều người đồng cảm. Jisoo tâm sự, trong số các thành viên, một khi em bắt đầu chơi game hay đọc manga là em sẽ đọc cả đêm luôn, đến khi nào kết thúc mới thôi. Không ai có thể ngăn em cả. Jisoo là kiểu người điển hình cho việc dễ bị cuốn vào công việc khi tập trung vào một điều gì đó. Điển hình là trong tập mở màn của show thực tế Blackpink House, Lisa đã đến và chọc phá Jisoo khi chị cả đang chơi game. Maknae cũng không ngừng phàn nàn. Chế mỗi ngày đều chơi game như thế này, vì thế nên mỗi ngày em đều ở bên cạnh chị và nói chị đừng chơi nữa. Jisoo vừa chơi game, vừa phải bất bình tranh cãi. Sao lại bảo đừng chơi? Chơi game là quyền tự do mà. Không dừng lại ở đó, Lisa còn bonus thêm một câu nói hú hồn. Chị đang làm những thứ vô bổ còn gì? Khiến Jisoo bật ngay chế độ đánh đá mà nói. Chị cảnh cáo em không được nói là vô bổ lần nữa, rõ chưa? Chị cả mà cấu là em mút hết đường chạy luôn đó, nên là phải chuồn lẹ thôi. Thứ hai là nói mớ. Không biết mấy bồ có ai thường hay nói mớ khi ngủ không ha? Chứ mà Blackpink thì có một thành viên có thói quen ấy khi ngủ đó. Mấy bồ có đoán ra là thành viên nào không? Đó chính là cô nàng Jennie. Và người đã bắt đầu khoảnh khắc này chính là người bạn cùng phòng Jisoo. Tật nói mớ này được chính Jennie thú nhận. Khi em còn ở chung phòng với chị Jisoo thì em có thói quen tự nói một mình trong lúc ngủ. Jisoo cũng nhanh chóng kể lại câu chuyện thú vị này cho mọi người cùng biết. Jennie bảo em là, chị à, hãy cho em đi. Em mới hỏi lại, em bảo gì cơ? Và em ấy thế này nè. Vừa nói, Jisoo vừa hài hước diễn tả lại, khiến cho cả khán phòng không khỏi bật cười. Jisoo sau đó tiếp lời, và em đã nghĩ là, em ấy ngủ rồi à, em ấy thỉnh thoảng nói một mình thế đó. Mình vẫn thắc mắc, suốt cuộc là Jennie muốn Jisoo cho cái gì vậy ta? 3. Quên tắt bếp. Cũng tại chương trình radio cùng MC Lee Hongki, MC đã đưa ra lời đề nghị thú vị. Các thành viên hãy thổ lộ những gì không vừa lòng hay không thể nói với các thành viên còn lại. Thế là chiến dịch bốc phốt chính thức bắt đầu. Jisoo nhanh chóng gửi lời nhắn thật tương đến bông hồng Úc. Rose à, nhớ tắt bếp nha. Vừa giúp lời, Rose đã ôm mặt cười mà trần tình rằng, em có lý do cho việc này. Ở Úc không có chỗ tắt bếp đâu ạ. Có lần mẹ em và em về chơi Hàn Quốc ở nhà ông bà em cũng nhắc nhở mẹ và em về việc này. Chị cả Jisoo nhanh chóng tiếp lời, khi mà mẹ Rose về chơi Hàn, bà ấy cũng quên tắt bếp sau khi nấu ăn. Bác ấy cũng quên tắt bếp sau khi nấu ăn, thế là em đã phải tắt hộ bác ấy. Thói quen này của Rose phần lớn chịu ảnh hưởng bởi lối sống ở Úc, nên mong rằng cô nàng sẽ sớm thích nghi hơn với cách sống ở Hàn Quốc nha. Thứ tư, ngủ ngáy. Trong một lần tham gia chương trình Blackpink at Park Sohyeon Love Game Radio Show, Blackpink đã nhận được một câu hỏi liên quan đến tật xấu của các thành viên. Cụ thể câu hỏi có nội dung như sau, hãy kể về một vài thói quen xấu của các bạn đi. Ai là người khi ngủ tệ nhất vậy? Trước câu hỏi bất ngờ này, Blackpink chỉ biết cười bất lực mà nhìn về Lisa. Sau đó em út của nhóm cũng tự mình thú nhận. Em sẽ ngủ ngay khi nằm xuống giường nhưng thỉnh thoảng sẽ có ngáy lúc ngủ, nhưng chỉ là những lúc em cảm thấy mệt mỏi thôi. Thứ năm, dáng ngủ bá đạo. Em út của Blackpink dường như có nhiều tật xấu khi ngủ, không chỉ về mặt âm thanh mà còn là về vấn đề tạo dáng nữa. Trong buổi trò chuyện quảng bá cho ca khúc Kill This Club, Rose đã bật mí một bí mật về tật xấu của Lisa khi ngủ khiến cho người hâm mộ phải 3 phần bất lực, 7 phần còn lại cũng bất lực luôn. Cụ thể, Rose chia sẻ rằng, mới đây mình vừa biết được thói quen ngủ của Lisa, nhưng cái này không phải một hai lần đâu. Có thể các thành viên mới thấy lần đầu, nhưng mình thấy nhiều lần rồi. Khi mình mở cửa bước vào, Lisa mà đang ngủ là biết cậu ấy ngủ như nào không? Một tay để thật ngầu nhưng đang quyến rũ mình vậy, cô ấy nhất định phải để tay như này ngủ cơ. Nhưng lúc thức dậy buồn cười lắm, động tác vạn tuế, lúc thức giấc cũng cứ thế mà thức. Vừa nói Rose vừa nhiệt huyết diễn tả khiến cho chính chủ cùng hội chị em không khỏi bật cười. Jennie thậm chí còn bổ sung thêm, cách đây không lâu tất cả tụi mình đã được tận mắt nhìn thấy cảnh này, vui lắm. Thứ sáu, đừng nói giải biết về chuyện này nha. Cũng trong lần quảng bá cho ca khúc Kill This Club, chị cả Jisoo đã khiến em út phải bối rối và nhanh chóng che mặt xấu hổ khi tiết lộ một thói quen độc lạ của cô nàng. Cụ thể, chị cả kể rằng Lisa cứ kéo vào tay mình nói chuyện em ấy đi vệ sinh. Nghe đến đây, Jennie nhận thấy tín hiệu không được ổn áp cho lắm, nên nhanh chóng ngăn Jisoo nói tiếp. Cho qua thôi, không thể kể thêm nữa,
không comment thêm nữa. Ngưng nào. Thế nhưng cô bạn thân Jose đã ngay lập tức tiếp lời. Cậu ấy nhất định phải nói với một người rồi mới đi. Vừa dứt lời, Jisoo lập tức giải cứu, chỉ không hề muốn biết chuyện này, khiến cho bầu không khí càng thêm vui vẻ. Buồn của Lisa thật mà. Thứ bảy, Jennie cùng với thú nhồi bông. Là một cô gái siêu cấp khuôn ngầu và quyến rũ trên sân khấu, Jennie luôn thu hút sự chú ý của người đối diện. Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài mạnh mẽ, Jennie khi giao lưu cùng với fan lại là cô gái dễ thương và ngọt ngào. Vẻ đáng yêu của Jennie được thể hiện rõ nét nhất có lẽ là khi fan tặng gấu bông cho cô nàng. Nếu như bình thường các idol chỉ thường ôm gấu bông chụp hình, tương tác với fan thì với Jennie, đây lại là câu chuyện khác. Nữ idol thường xuyên tháo mũ của các em gấu xuống để các bé gấu lộ rõ mặt và hướng các em ấy về phía fan. Từ các em gấu bông bé đến lớn, từ fan meeting đến concert, hầu như thói quen, lột mũ gấu đều được Jennie thực hiện một cách đều đặn. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng mà. Thứ 8, bẻ ngón tay. Nói đến tật xấu của Jose thì không thể không nhắc đến biệt tài bẻ ngón. Cụ thể, thành viên thứ 3 của Hắc Hương thường xuyên bật khớp ngón tay, chính xác hơn là ngón cái. Chị gái của cô nàng, Alice, cũng từng chia sẻ điều đó với người hâm mộ. Em ấy cứ hay bật ngón tay cái, làm người ngồi bên cạnh thấy rất phiền. Jose sau đó cũng giải thích thêm, nhưng em thích chọc tức họ vì biết họ ghét điều đó. Em cứ làm vậy mãi. Thích thì làm, không thích thì cũng làm. Cái này, ở tuổi trẻ bây giờ gọi là lì đòn đó, Jose ơi. Thứ 9, quạo khi đói. Lúc bản thân được nạp đầy năng lượng, tâm trạng chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và tràn đầy sự tự tin đúng không ấy bồ. Vì vậy mà, hiệu suất công việc cũng được đẩy lên nhanh chóng và tốt nhất nữa. Tuy nhiên, những lúc đói bụng thì sẽ thế nào ta? Có thể nói là tuột mút không vanh luôn, uể oải với 7749 kiểu lăn lộn hay thậm chí là câu có bực bội. Không biết mấy bồ thế nào khi đói chứ em út của Blackpink là sẽ bực mình lắm đó nha. Cụ thể, trong một lần Lisa tham gia phỏng vấn cho chương trình Quiddy You Show, một show truyền hình nổi tiếng tại Thái Lan, MC chương trình đã hỏi Lisa rằng, bạn đã bao giờ nổi giận khi đói bụng chưa? Với khuôn mặt không thể bất lực hơn, tất nhiên em út của Hắc Hương trả lời rằng, đã từng, nhưng câu trả lời trái ngược của MC lại khiến cho cô nàng Lisa cảm thấy sốc. Thứ 10, ngủ cả ngày. Lịch trình hoạt động của Blackpink tương đối dày đặc, vì thế mà thời gian nghỉ ngơi của các cô nàng cũng tương đối ít ỏi. Đó là lý do mà các thành viên thường rất trân quý thời gian nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng cho bản thân sau khi đã làm việc hết mình. Tuy nhiên, thời gian ngủ bình thường sẽ dao động trung bình trong khoảng từ 6 đến 8 tiếng. Thế nhưng Lisa đã có lần dành cả ngày chỉ để ngủ khiến cho người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Cụ thể, mặt nay nhà Hắc Hương chia sẻ rằng, em đã ngủ cả ngày luôn, những thành viên khác đã không chú ý, nhưng khi quản gia đến đánh thức em dậy, quản gia đã nói với em rằng, ít nhất em nên dậy bằng gì đó bởi vì em đã ngủ quá lâu, em đã chỉ uống sữa sô-cô-la thôi rồi sau đó lại lên giường đi ngủ tiếp. Giữa giấc buổi sâu và những bữa ăn ngon, mấy bồ sẽ chọn giống với Lisa chứ. Những tật xấu của Blackpink có làm mấy bồ bất ngờ, gọi là tật xấu thôi nhưng là tật xấu siêu cưng nha. Con người thì ai mà chẳng có những tật xấu hay những thói quen khó bỏ, và Blackpink cũng vậy thôi. Thế nên nếu yêu thương bốn thành viên của Hắc Hương, chúng ta hãy cùng yêu quý những tật xấu của các cô nàng này nha. Còn bây giờ nhớ đăng ký kênh Vẫn Quả Chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần lúc 19 giờ. Bye bye.